do bình xịt điện Takio kết hợp súng phun cấp áp Takio TK3X. Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con dòng bình phun thuốc trừ sâu chạy điện chính hãng Takio kết hợp với bộ phun xương cao áp Takio TK3X, sản phẩm tiên tiến, hiện đại nhất, tốt nhất hiện nay cho việc phun thuốc, da dạng xương hơn, mịn hơn, tiếp xúc, diện rộng hơn, phun cao và xa hơn, giúp thời gian xịt thuốc nhanh và hiệu quả hơn gấp 3 đến 5 lần các loại bình xịt điện khác.